cho em mập vài chục giây để quảng cáo nha cả nhà. Mập em có bán đồ ăn vặt, các món đặc sản như khô, mắm, lạp xưởng, dưa mắm, chả các loại, và nhiều món hấp dẫn khác nữa, bảo đảm ngon xuất sắc và nhức cái nách nè. Cả nhà kết bạn số Zalo của Mập ở bên trái màn hình số 0879299932 để xem nhiều món và đặt hàng ủng hộ Mập nhé. Mập sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Mập cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mãi yêu. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà thấy món gì lạ không cả nhà? Hôm nay Mập ăn cơm với lại khâu nhục Tây Bắc nha cả nhà. Cái món rất là lạ luôn nha, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của Mập nha. Rồi Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập nha cả nhà. Ở đây là Mập mua 2 phần cả nhà, 160 một phần. Cho Mập giới thiệu sơ cho ai chưa biết về cái món này nha cả nhà. Thì cái món này là nó là cái thịt heo ba gọi chiên giòn, xong cái mình đi đi hầm á cả nhà, cho nó mềm ra, hầm với lại cái gia vị của Tây Bắc. Tại vì quán người ta viết vậy á, nên Mập cũng không có biết nữa là cái gia vị cụ thể là cái gì. Với lại một cái loại cây gì cũng đặc trưng của Tây Bắc cả nhà. Nó mình ăn với lại cơm nè, cơm rất là hợp luôn cả nhà, hoặc là xôi. Cái này thì nó mềm, rất là mềm luôn cả nhà. Cái vị nó hơi ngọt ngọt, Mập có nếm thử rồi đó. Thì ở đây thì ăn người ta quán có cho kèm cái ngò gai nè, dưa leo nè. Rồi Mập thấy là có nhiều người kêu ăn với lại kim chi á, nó sẽ hợp hơn cả nhà, nên Mập lấy kim chi ở nhà Mập bán ăn luôn đó. Rồi bây giờ Mập mời cả nhà ăn với Mập nha. Hai phần nhưng mà nhiều lắm nha cả nhà. Đây. Cái vị giống như là hay quay mà mình kho lại đó nha. Trên đây người ta có cái gia vị á, mấy cái cây gì đó nha. Rồi người ta sắt da heo, người ta để lên trong nước sốt, người ta làm nước sốt luôn. Cái vị nó ngọt ngọt, ăn nó lạ lắm. Đó là giòn tầm một ký nữa nè. Kim chi. Đó, cả nhà thấy nó mềm không? Nó mềm, nó rất là ngon cả nhà.
nhưng mà có vẻ hơi ngán. Ủa, hồi nãy mà có giới thiệu cái chỗ mà Mập order chưa ta? Mập order chỗ quán Mr. Nhoi cả nhà. Ở Tân Bình đó. Rất là ngon. Thế này giờ chắc tầm khoảng 1 ký á. Da heo này cả nhà. Mở ba rồi á. Cái này hơi đóng mỡ đó nha. Để Mập đem rồi cái lò nướng. Ở cái lò mưa sống á. Mập hâm nóng rồi. Để ăn đúng không?
Ở nhà đây mập tí nha. Nãy giờ Mập đi hâm nóng lại á. Thì bây giờ Mập mời cả nhà ăn với Mập tiếp tục nha. Nóng lại. Ăn nó khác liền. Nó sụn. Món này hơi ngọt á cái nhà. Nếu mà ăn món này á, nên kết hợp với kim chi hoặc là đồ chua á. Sẽ hợp hơn. Đó, Mập để rồi sống á, Mập hâm rồi. Bây giờ không biết cái miếng nào nổ cá bóc hú hồn hú vía luôn, hết hồn. Mập tí cái món này nào, nhờ xem TikTok của bạn Hoàng Lam Foodie với cả nhà Mập mới biết á. Lá này mà không biết lá gì đúng không? Cảm ơn các bạn.
mềm. Bây giờ 3 giờ chiều quá nha. Hồi sáng thì chưa ăn gì hết. Nó bụng dần chết. Thật sự ngán ngon mà ngán đó. Tại vì nó ngọt nó béo cả nhà. Em mua về không? Mà em hỏi là món gì vậy? Cái mập nói là không nhục Tây Bắc. Thế nói là bỉa hả? Ngạc nhiên cái nhà. Là bỉa hả? Đã thấy ăn đen nè. Trời ơi, bỉa hả? Ăn bỉa hả? Không, không, không. Cái này giống như là heo quay kho, kho người ta kho. Ở người ta làm gì, người ta hầm nó mềm á. Cái yêu ăn thử không? Thôi mày đừng có dụ tao. Bịa, nó không phải. Thôi, mẹ mà coi YouTube thầy đúng nha. Mấy cái này là cả nhà ngán lắm, thịt thì còn ăn được chứ mấy cái này nó ngọt ngọt. Nói chung á, món này á bớt ngọt một tí nữa, nhưng mà không biết là người ta cái đặc trưng của người ta cái món này là nó có vị ngọt ngọt hay vậy hay là sao á. Chứ mà thấy nó ngọt quá, ăn ăn vài miếng thì nó ngon thiệt, nhưng mà ăn nhiều quá nó ngán á cả nhà. Tám điểm. Mắc cười bịa hả? Không, không phải bịa đâu, bịa con cũng dám ăn. Nói chung thì có dịp thì chắc thử miếng một xíu ở nhà cho biết ra làm sao thôi, chứ thấy cũng nói chung thì đặc sản của người ta mình không có nói gì xinh tẹt hay là cái gì hết, nhưng mà nó cũng không có dạng miệng, nhưng mà thấy nó cũng thấy người ta ăn ngon hấp dẫn thiệt đó, nhưng mà chịu thôi cả nhà. Nói chung thì mập cũng phải mập ấy gì nói gì về cái nét ẩm thực của cái vùng miền người ta, nhưng mà mỗi nơi mỗi khác cả nhà. Thì mập chia sẻ là nãy cái tình huống là nãy mập mua về cái mẹ hỏi vậy đó. Rồi thì hôm nay mập ăn khâu nhục Tây Bắc đó nha. Nói chung thì nhìn chung á thì món này thì ngon, nhưng mà điểm trừ lớn nhất của nó là nó hơi ngọt. Tại vì cái khẩu vị của mập thì mập cũng ăn ngọt được á, nhưng mà cái này nó ngọt kiểu ngán á cả nhà. Mập không biết là cái vị của đặc trưng của cái món này nó vậy hay là quán làm như vậy thì mập cũng biết, nhưng mà mập còn thử nhiều món ở quán lắm, nhưng mà thì hôm nay thì mập ăn cái này thì mập thấy là chấm 8/10 điểm thôi cả nhà, chứ không có được điểm cao trong lòng mập lắm, tại vì mập ăn mập thấy cảm thấy ngán lắm. Rồi cái thứ hai thì giá thì nó chung nó cũng hơi cao, tại vì 160 một phần thì tầm 160 một phần thì nó cũng hơi cao đó cả nhà.
Mập thấy bình luận thì mọi người nói nó cũng hơi cao đó. Thì còn cái thứ ba thì sao ta, ba gọi nhưng mà mở mở cái phần mở thì nó hơi nhiều cái nha, bởi vậy Mập đem ra chút xíu ngồi máy lạnh thì nó hơi đóng mở rồi nên Mập phải đi hâm lại đó. Thì nói chung thì cái nhà nên thử thử cho biết thôi, chứ Mập nghĩ là nó không đặc sắc cho lắm. Thì đó, thì hôm nay Mập ăn khâu nhục đó, mong là cả nhà sẽ ủng hộ Mập giống như mấy cái món khác nha, nhà cả nhà. Để hôm nào Mập có thử mấy món ở quán này nữa thì Mập sẽ cảm nhận cả nhà biết món nào ngon, món nào dở. Thì đó cả nhà, thì nếu mà ai có góp ý gì đó, thì bình luận phía bên dưới phần bình luận để Mập biết, Mập hoàn thiện hơn những clip sau nha. Còn nếu mà cả nhà thấy Mập ăn ngon nè, hấp dẫn nè, gì trình bày xuất sắc nè cả nhà, thì cả nhà cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh đó, thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha cả nhà. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6 hoặc 7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.